Xin chào mọi người. Bây giờ thì bên Huy đang chuẩn bị lên đường xuống dưới Hậu Giang để set up và bàn giao một cái bộ dàn âm thanh cho anh khách hàng rất là dễ thương ở dưới Hậu Giang ha. Thì anh khách này thì cách đây khoảng nửa tháng thì anh đã lên công ty của Huy và đã tư vấn và đã coi như là đã đặt cọc chốt mua một cái bộ âm thanh của bên Huy. Thì đến ngày hôm nay là đúng như ngày hẹn thì bên Huy sẽ gọi là lên đường vận chuyển hàng đó, set up và bàn giao tại nhà anh khách hàng ở dưới Hậu Giang ha. Ok, bây giờ xin mời mọi người theo Huy đi xuống dưới Hậu Giang để cùng bàn giao và cùng lắp đặt cho anh khách ở dưới Hậu Giang ha. Ok, xin mời mọi người. Hello mọi người. Và hiện tại thì bên Huy vừa mới tới trung tâm đào tạo nghề sát hạch lái xe Hậu Giang ha. Đang đợi anh khách ra dẫn vô. Và theo thông tin của anh khách thì đường anh khách xe tải không vô được, cho nên là phải trung chuyển hàng vô trong đó. Bây giờ hai xe tới đây, xe tải bên này. Ok, đợi anh khách ra dẫn vô đây ha mọi người. May là xuống tới đây thì không mưa, chứ trên đường đi cao tốc mưa rất là lớn. Giao xong hàng đây thì bên Huy tiếp tục quay đầu về Sài Gòn và đi Đắk Lắk trong tối ngày hôm nay luôn, để sáng mai kịp bàn giao cái bộ dàn Array cho khách hàng Đắk Lắk ha. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của Huy để theo dõi cái quá trình bên Huy bàn giao cái bộ dàn âm thanh cho khách hàng Đắk Lắk ha. Rồi, ok mọi người. Và bên Huy vừa mới lắp xong cái bộ loa. Mọi người có thể thấy đây là hai cặp phun đôi 40. Phun đôi 40 mẫu mới, đồng bộ là loa bát neo và loa chép neo toàn bộ. Và xúc đơn IT, đây là cũng toàn bộ là mẫu mới nhất, xúc đơn IT xúc đơn ha. 2020 từ neo. Và phun đôi cũng mẫu mới 2020, đồng bộ neo hết. Hai bát 40 và một chép neo ở trên. Mẫu này thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là đẹp ha. Nay là mưa do không gian cũng không có nên phải để loa bên này và dàn máy phải để xa ở bên kia. Đây, xin mời anh em qua bên này xem dàn máy. Xin mời anh em qua đây xem dàn máy ha. Đây, đây là bộ máy. Máy thì một cái bàn mixer CMS 1000 cao cấp, một bộ quản lý nguồn, một bộ mic IT 800, một bộ xử lý 260 và hai cục đẩy, thì một cục đẩy 4 kênh 8.6S đánh hai cặp full và cục đẩy 2.8 thì đánh hai cặp xúc đơn. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mọi người đợi bên Huy chút xíu để bên Huy set up và căn chỉnh lại rồi sau đó sẽ test cho mọi người xem ha. Lên trong quá trình đang test thì gặp mưa quý vị, loa phải chuyển hết qua bên này đó. Một dàn loa rất là lớn mà để không gian này rất là nhỏ ha.
Ok, đợi anh em chuyển loa qua bên này một xíu rồi Huy sẽ tiếp tục test cho mọi người cùng nghe ha. Do là hôm nay đi xuống hơi trễ. Giao lưu với anh em một chút xíu thôi, rồi em xin phép chắc đi sớm về Đắk Lắk để còn đi nữa, chứ đường hơi xa. Đó, ok, cảm ơn anh. Chúc anh là luôn đắt tô và luôn gặp nhiều may mắn. Người ha. Hôm nay là tiện đi giao dàn ở dưới Hậu Giang. Hôm nay là Huy sẽ review cho mọi người những cái món ăn ở trên này. Quá trời đồ ăn luôn ha. À, đây là canh này, canh chua cá lóc ha mọi người. Đó, là cháo này, cháo gà. À, đây là cơm. Đây là dưa chua, thịt gà. Trời ơi, thịt gà to chà bá luôn chú. Đây là vịt kho gừng. Dạ. Dạ. À đây, còn không để thiếu cái này nữa. Cái này là Sài Gòn. Trời ơi, quá VIP Việt Nam mọi người. Bây giờ thế này là xong cái này là con về con đi Đắk Lắk. Xin phép mời các chú ở đây là một lon thôi. Một lon một. Một lon nhiều nhá. Con chơi một lon luôn. Dạ, chơi một lon luôn ạ. Rồi con mời chú ra. Rồi, dạ. Okay, dạ. Một tay ba dù cái cho có. 1, 2, 3 dù. Chưa chạm vô nước đá. Nước đá đâu không? Quá quá đã. Đi nửa sáng giờ làm một ly này vô là quá đã luôn chú ạ. Đây và cảm ơn những anh em ở đây rất là nhiệt tình. Dạ. 1, 2, 3 dù. Rồi. Dạ. Dạ, quá chất. Đây, anh em mình bắt tay. Ok anh. Rồi ok. Chào chú. Dạ. Rồi con. Đây, chào chú. Dạ. Rồi chắc con xin phép hết mấy chú qua. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi chắc mấy em ngồi chơi ha, em xin phép giờ về trên Sài Gòn rồi đi Đắk Lắk nữa. Dạ, dạ, cảm ơn mấy em rất nhiều, nhiệt tình. Dạ, dạ, xin chào các anh em nhà mình ha. Dạ. Cái à? Và cái này còn ít, chắc em làm xíu này thôi. Thôi em không uống đá. Dạ. Ok, rồi em chào mấy anh ha. Dạ, dạ ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ. Ôi rồi, cảm ơn hai anh chị chủ nhà rất là nhiều. Giao loa xong rồi còn quá trời đồ mang về. Rồi, em chào anh. Ok. Dạ. Dạ đúng rồi, giờ về em đi Đắk Lắk nữa. Đắk Lắk giao các bạn cái dạng hồi sáng luôn anh. Dạ đúng rồi, một sáng không có coi cái dạng. Dạ, 170. 170. Dạ, dạ, coi trực tiếp. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Dạ, dạ, dạ. Ok. Rồi, cảm ơn hai anh chị chủ nhà nhiệt tình rất là nhiều. Rồi, dạ. Dạ. Rồi anh đi xô mà trong quá trình đi có vấn đề trục trặc mà không hiểu thì cứ gọi cho bên em theo chú 10 á. Dạ, bên em hỗ trợ cho mình luôn ha. Dạ, rồi em cảm ơn. Và như vậy là bên Huy đã hoàn tất quá trình bàn giao cái bộ dàn âm thanh cho anh khách hàng rất là dễ thương ở Hậu Giang ha. Và bây giờ thì bên Huy tiếp tục lên đường về Sài Gòn và sẽ đi Đắk Lắk luôn trong đêm nay. Một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ cho video của Huy ha. Ok, xin chào mọi người.